Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gấp chiếc thuyền giấy. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị một tờ giấy hình vuông. Tiếp theo các bạn sẽ gấp đôi tờ giấy này lại. Tiếp tục. Lật mặt sau. Tiếp theo các bạn gấp như thế này. Bên này cũng vậy. Lật mặt sau cũng gấp tương tự. Tiếp tục. Các bạn gấp lên như này. Bên này cũng vậy. Lật mặt sau và làm tương tự. Bên này cũng thế. Tiếp theo các bạn gấp phần này lên trên. Đặt mặt sau. Tiếp theo các bạn sẽ cầm cái này. Các bạn lật vào trong. Các bạn làm nhẹ nhàng. Ta đã có một chiếc thuyền giấy rồi.
các bạn có thể trang trí thêm cho chiếc thuyền này một cái mái che chẳng hạn. Ta có thể trang trí thêm mái che cho chiếc thuyền. Chúng ta đã hoàn thành xong. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.